Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình đang có mặt tại điểm câu. Anh em nhìn đẹp chưa? Xung quanh đây sông núi rất là đẹp nhé. Đây, ngay mặt đường này. Đây, người ta có bắt một cái cầu anh em này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tìm đường đi ra cái ổ bèo phía xa đằng kia, dặng dừa kia nhé anh em nhé. Tí đằng kia kìa. Đấy. Khả năng sang bên này anh em. Đấy, mình sẽ tìm đường đi đấy câu nhé anh em nhé. Anh em cùng theo chân mình nhá. Đây các bác ơi. Đẹp chưa? Đấy. Cho bác xem một vòng quanh này. Bây giờ em sẽ tìm chỗ để đục ổ bèo và đánh cho các bác nhé. Đây các bác này. Tuyệt vời. Ok rồi anh em ơi. Bây giờ xảo đánh rồi nhá. Anh em nhìn này. Mây trời núi non này. Wow, đẹp tuyệt vời. Viên nhé các bác nhé. Đấy. Tuyệt vời luôn. Cám viên này các bác biết rồi đấy, chuyên săn hàng khủng mà. Ok. Ghê rồi. Các bác biết con sông chỗ em thì gọi là chuyên hàng khủng luôn. Rất nhiều nhưng mà ít ai câu được hết. Đây là sông nước nợ cho em này. Đây chỉ là một nhánh sông thôi, nó sẽ đâm ra xa tí đằng sau cái chỗ núi kìa. Các bác nhìn lên cái núi đằng xa kia không? Đấy, đấy. Còn xung quanh đây thì là nhà dân bên cạnh này, bờ sông. Tuyệt vời luôn, khung cảnh này hữu tình nha anh em nhé. Ô đấy, em mới xả mồi chưa xả ổ tăm đã vào rồi này anh em này. Hôm nay thì nước cũng là nước rút đi một ít nha các bác nhé, không gọi là rút hẳn, nước ít rút đi một ít, nó cũng nông. Các bác nhìn chưa? Thời tiết này khá là chiều lòng người này, không gọi là nắng nóng như các bác nhé. Đấy, đang băm rồi đấy anh em. Đóng. Ai giời ơi, con Rufi con. Lên ngay anh ạ. Lên. Úi giời. Rơi mất rồi anh em ạ. Rơi xuống đây rồi. Rơi xuống đây mất rồi. Con này số sống nha anh em nhé. Con này số được sống anh em ạ. Tiếc quá anh em ạ. Con hàng đầu tiên này lại tuyệt mất, không được sờ con hàng đầu tiên. Ok. Cá cắn khó chịu quá anh em ạ. Nhấp nhả chứ không băm liên tục anh em nhé.
Ui, rô phi. Ui, rô phi to anh em. Wow. Ui, ui. Ui, đã mất. Sắp mất rồi, chết rồi. Con này nhấc trộm lên bờ anh em. Con này nhấc, chết rồi, mắc rồi. Mắc bèo anh em ơi. Xuống. Ui, rồi. Xuống mất nha anh em nhé. Mất cái này là dở. Ui dồi anh em ơi. Phê chưa anh em ơi. Rô phi tự nhiên này. Tự nhiên mà được này thì phê lắm này anh em ơi. Ui giời ơi. Đúng là cầu được. Ui thấy. Ui chết rồi chết. Ui dồi. Trò ngay vào rõ nha anh em nhé. Gần mất hay này. Wow. Phì quá anh em ạ. Phì quá anh em ạ. Này. Anh em nhìn con này nó. Nó nick con rô phi nick mình cái chảy máu tay này. Không sao nhá anh em nhá. Kể cả có chảy máu gì có cá là vẫn ok. Làm cục mồi mới này anh em ơi. Làm cục mồi mới, làm con cá mới nhá anh em nhá. Anh em thấy mồi nhảy không? Thả xuống cái thì chưa kịp xả ổ đấy là mới thả bình thường. Đấy anh em băm rồi. Anh em nhìn rõ không? Đang băm đây này. Chắc cá bé rồi anh em. Ui giời. Thế mà không đóng anh em. Ui giời tiếc thế. Xuống mồi tiếp anh em nhá. Con vừa rồi thì chắc em nghĩ là khỏe được 4-5 nạng anh em ạ. Khá là to. Đấy, anh em nhìn thấy rô phi tự nhiên cho em nhá. Gầy thì rất gầy. Gầy và trắng. Xong rồi được cái là đấy anh em nhìn này. Úi giời ơi. Phao anh em nhìn phao nhá. Anh em để ý phao này. Vừa để ý phao vừa tâm sự với các bác. Rô phi cho em ngoài tự nhiên gầy thì rất gầy nhưng mà được cái là nó trắng. Nước nó sạch thì nó sẽ trắng nha các bác nhé. Cá mà nước bẩn ấy, thì rất là đen, nó đen vẩy, nó rồi nó đen bẩn kiểu gì các bác nhìn so sánh hai con cá thấy ra ngay. Đây, các bác nhìn này, chỗ em này tự nhiên, điểm tự nhiên thì rất là nhiều, khá là đẹp. Em thì hồ dịch vụ chỗ em này nó cũng nhiều ấy, nhưng mà em lại chỉ thích đánh ở tự nhiên thôi các bác. Đánh tự nhiên các bác cảm giác nên được cái con cá 4-5 nạng hoặc là con chấm chỉ đôi 3 cân, 5 cân thôi chẳng hạn. Nhưng mà cảm giác nó sướng lắm các bác ạ. Ngoài tự nhiên mà các bác đánh được như vậy chứ ngoài ở trong hồ dịch vụ nhá. Trong hồ dịch vụ thì các bác biết là trong đấy có những loại cá gì rồi, đúng không? Chủ hồ cũng báo với các bác là trong hồ thả những cá gì. Thế là các bác chỉ vào hồ là các bác săn hàng thôi. Còn như em thích săn hàng ngoài tự nhiên nó khác các bác ạ.
săn hàng ngoài tự nhiên thì mình phối mồi này, nuôi ổ này, đấy, đấy nhá. Nó khá là phức tạp và mất thời gian đấy các bác nhé. Nhưng mà cảm giác nên là con cá ngoài tự nhiên nó khác với con cá dịch vụ, nó sướng lắm các bác ạ. Đấy, bắt đầu tăm tăm nảy nảy, các bác nhìn thấy chưa? Phao vừa nhấp nhấp mấy phát đấy các bác. Liệu có nên được con hàng nào to không nhỉ các bác nhỉ? Lên luôn, ui giời, lại trượt mất một con nữa anh em. Hai con, đóng được hai con. Rơi đóng mất một con, con này là đóng thẳng vào mồm anh em ơi. Con này đóng thẳng vào mồm. Đấy. À, có muốn sống tiếp không? Thôi, cho sống tiếp nhá. Đừng ăn vào mồi tao nữa nhá. Đấy, mình thả đi rồi anh em ạ. Xuống mồi anh em nhá. Nông quá. Ok, vừa sinh. Đây rồi. Ui giời, ui rồi. Rột thì to, dù phi to anh em ơi. Ui ui rồi nó dậy. Ui, con này to lắm anh em ơi. Ui giời, chạy đi đâu? Lên bèo rồi thì chạy đi đâu ơi. Đây anh em ơi. Đấy giời. Chết rồi, đã vào mồm gần mất rồi. Con này phải chết, lại phải lội xuống anh em ạ. Không để nó thoát được. Ui giời ơi. Ôi. Phải có chạy lên rồi. Giời. Ôi giời ơi anh em ơi. Này. Cái này có mà dạy chạy đằng rồi. Phê chưa? Ai xa xa. Để yên anh gỡ cho nhá. Ui giời ơi. Tóm được rồi anh em ơi. Đây gọi là bắt cá hai tay anh em ạ. Phê chưa? Wow. Ui thôi, lắng nó chói vào mặt. Con này to hơn con vừa nãy anh em ơi. Ui giời ơi. Không, phải cầm chắc không thì tuột mất này. Anh em nhìn này. Đây nhá, đúng tự nhiên, ngoài tự nhiên nó mới được như này anh em ơi. Phê. Khỏe lắm, dậy khỏe lắm. Em mà không cầm quả may chỗ này nước nó nông mới lại nó vướng bèo chứ nó không rụng, không nó rụng mất rồi này. Anh em nhìn này. Quá kinh khủng. Con này nó vừa có một con nó vừa kéo mất cần em mà em bấm quay không kịp nhá các bác nhá. Giật lên thì là tuột mất rồi. Đây các bác nhìn rô phi tự nhiên cho em à. À các bác chụp cho em một kiểu ảnh đấy. Phê thật. Wow. Hai con to nhá, bé thì từ nãy giờ em toàn thả đi thôi. Đấy anh em cho anh em xem kỹ một vòng này. Úi giời. Không xước sát tí gì. Phê chưa? Ướt hết người.
Ui giật, hai con du phi dưới mỗi một con. Đấy. Nhìn hai du phi anh em ạ. Dô đẹp luôn này, anh em nhìn chưa? Dô bình thường như này là lấy rồi ấy. Nhưng mà em dô như này em toàn thả thôi. Đằng nào cũng phải lớn, cho lớn hẳn như câu. Đấy. Cho về với tự nhiên nhé anh em nhé. Các bác mới hiểu được cái cảm giác câu lục. Không phải là câu cá thì nó là bạo lực rồi các bác, nó là sát sinh rồi, thì không có chuyện câu lục hay là câu đài nó là bạo lực đâu, câu đánh bạo lực đâu các bác. Kiểu gì thì cá nên nó cũng chết thôi, nhưng mà căn bản câu lục nếu mà đóng vào mình ấy, thì cá con lúc mình muốn thả xuống thì nó cũng khó sống, không nếu mà đóng vào bụng thì không sống được nhé các bác nhé, bắt buộc là mình phải mang cá về. Nếu mà mình vứt xuống tự nhiên ấy, thì nó lại làm mồi cho cá khác thôi, nhưng mà nhiều bác thì sợ gây ô nhiễm nước rồi nhiều cái, nó cũng đúng, nhưng mà đánh nục cảm giác nó sướng lắm các bác, chỉ cần cá hơi nhấp một cái là mình có thể giật lên được ngay, chứ không phải đợi kéo phao như câu đài thôi nhá. Mỗi cái nó mỗi kiểu câu nó có một cái hay riêng. Em thì em thích câu nục, câu lua. Đấy, nục đầu cần, nhất là nục đầu cần thì em thích. Nục xa bờ thì em đánh nhưng mà em cũng ít chơi. Nục đầu cần thì em đánh nhiều. Đấy các bác nhìn này. Phao này tăm nảy đây. Quan trọng là em đi tìm kiếm những cái bài mồi câu riêng. Tùy nơi tùy nước các bác ạ. Đây là sông nước nợ nhé các bác nhé. Du phi sông đấy. Đây rồi anh em ạ. Đây rồi. Ui giời. Du phi đây. Con này là đóng rồi nhá anh em nhé. Đấy. Con này là đóng. Thẳng căng rồi này. Con này bé quá mình thả đi thôi anh em ạ. Bé quá. Để cho nó cơ hội được làm cá lần nữa. Đây anh em này, nhìn cô đang đi chèo thuyền này, không biết có đánh lưới gì không đây. Khả năng cô đi vứt bèo anh em. Đấy, cá cắn rồi đấy. Ui giời. Cảnh mây trời chỗ em cuối ngày. Em cho các bác xem một vòng nhé. Đấy. Trời khá là đẹp luôn này. Núi non. Ô mất phao rồi anh em ơi. Ui chết rồi, chết rồi, chết rồi. Mất phao, mất phao. Ui, ui, cái gì đấy? Ui, mắc, 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 mắc. Mắc anh ạ, à. Mắc mất rồi. Ui. Mắc cái gì nhỉ? Ô, đây rồi, ra rồi, ra rồi. Ui, cá, đồng cá anh em ạ. Đồng cá, đồng cá. Ui rồi. Con gì anh ạ? Ô. Tuột mất rồi. Ủa, đóng cái gì to lắm anh em ạ. Mất tiếc quá.
hàng mình thu đồ về thôi anh em ơi. Hôm nay đấy, anh em nhìn này, được hai anh Zophie to, anh Zophie khá to anh em nhé. Còn Zophie bé anh em thả đi rồi. Đấy, các bác xem này, các bác ngắm lại một vòng quanh đây. Đấy, trời cuối chiều đấy các bác này. Sau đấy là cánh đồng nhá. Em cho các bác xem cái lối vào chỗ này nó khá là bất khuất này. Hôm nay em đi đấy, em đi vòng từ cánh đồng bên kia. Em đi qua cánh đồng em để xe các bác này nhá. Đi qua cánh đồng em đi vào đến đây các bác. Ở kia là nhà dân, người ta cũng không cho mình đi nhờ ấy. Thế là phải đi lối này các bác. Rồi, chúc các bác một ngày tốt lành, săn được nhiều hàng nhé.